Vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, những con đường mù sương mạo hiểm, những sắc màu của chợ phiên sáng sớm, những món ăn độc đáo, những nền văn hóa mới lạ. Sẽ là những thử thách cam go, kịch tính, hấp dẫn và tình quái của bạn đường hợp ý hành trình thứ hai mùa 3 năm 2015. Hãy đón xem bạn đường hợp ý hành trình Tây Bắc vào lúc 22 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Vì bạn đường hợp ý, hôm nay ai đi với cả chương trình có mặt ở thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần và tỉnh Hà Giang. Hôm qua ai đi với các bạn mất rất nhiều thời gian, mất 10 tiếng đồng hồ để đi 500 cây số. Chắc chắn là hai bạn nước ngoài bây giờ đang rất là mệt, nhưng mà là ai thì mấy các bạn làm quen. Jeremy, xin mời. Mình tên là Jeremy, mình là người Mỹ. Tôi là nhạc sĩ, tôi 23 tuổi và tôi rất thích nước Việt Nam. Asia, I'm just a foreigner in Southeast Asia. Hôm qua đi xe rất là lâu. Lâu quá. Thì hôm nay có mệt không? Có okay. Mệt nhưng mà không sao đâu. Biết là bạn kia là ai chưa? Chưa. Thế là làm quen đi. Vâng. Xin mời. Xin chào. Okay, tôi tên là Katia, em là người Belarus. Em là sinh viên ở Việt Nam 5 năm rồi. Bây giờ hiểu tại sao Katia nói tiếng Việt như thế. Còn Jeremy, tiếng Việt của Jeremy như thế nào? Chưa tốt bằng Ali về Katia. Bây giờ mấy các bạn làm quen với nhiệm vụ đầu tiên. Trong thời gian 20 phút, thành viên nước ngoài tìm và truy bắt bạn đồng hành của đối thủ đang cải trang trong khu vực quy định của chợ Cốc Bài, rồi dẫn về đích gặp Adi. Tìm và đưa đối thủ về đích được 5 điểm, đội hoàn thành nhiệm vụ trước được 2 điểm. Thời gian đã bắt đầu rồi, 3, 2, 1, bắt đầu! Đi đi đi! Các bạn ơi, tìm một người ốm lắm về cậu lắm, nhưng mà đẹp trai. Biết đi đâu? Không đi đài hả? Hiểu không? Hiểu. Bây giờ em trắng. Chị tìm một người cậu lắm về ốm lắm. À, đi rồi, đi đài, đi rồi. Đi đó. Đừng có nhìn gì hết đấy. Chết em rồi, trời không biết làm sao đây, trời, sao mượn đồ đây? No. Đây, có gì à? Trời ơi. Đâu? Không có. À thế à? Không thể tin được. Trời ơi. Có gì à? Phát không? Bạn có mình. Thì lại. Chị đã tìm một người ốm lắm về cậu lắm.
Trời ơi. Cậu ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi, thêm một người ốm lắm, về câu lắm. Bà ấy không hiểu đâu, bà ấy là người lùng mà. À, là người dân tộc của trên này không hiểu đâu. Không hiểu đâu. Hiểu tiếng Anh không? Không biết, bà là người lùng. Ok. Chạy ra khỏi cổng chợ đi chứ. Bà chạy đi bên ngoài là nhiều rồi. Đây hả? Thêm một người ốm lắm, về câu lắm. Đến đây chưa? Đi, đi kia rồi hả? Xin lỗi. Chị ơi, chị có thể cho em mượn một cái áo khoác, em để cái áo khoác này của em đây. Đây, 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 tí em sẽ quay lại em trả chị tiền nè. Dài dài chị nhá. Ui má ơi. Rồi chị làm cho em làm sao kiểu con gái tí. Con gái nhá. Tôi là anh Tuấn, nghề nghiệp của tôi là nghề mẫu. Thầy ơi, Jeremy. Khó lắm, khó lắm được. Thế là chúc mừng Jeremy, chỉ mất nửa thời gian mà đã tìm được anh Tuấn. Sau khi hỏi mọi người là đi đây, đi đâu, đi đâu. Sau khi đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi quay lại, đi quay lại, không ai biết. Thế đi à, rửa bát. Rửa bát. Đâu? Rửa bát à? Để rửa bát rồi em. Rửa bát đâu? Ôi, lâu rồi! Lâu rồi! Rửa bát giỏi thế! Căng cử quá! Chị ơi chị! Chị giúp em nha! Chị cho em mượn cái áo được không? Chị cho em mượn cái áo để em cải trang nha! Mọi người đừng có để ý chị nha, chị làm nha. Trời ơi, hết giỏi nhở. Ok. Lâu rồi. Vào đây, xin mời. Đây là thời gian dừng lại. Rửa bát thôi. Katia, 13 phút 47 giây. Nghĩa là vẫn tìm được trong thời gian quy định. Đây là Katia với anh Tuấn được 5 điểm. Quy Lâm với Jeremy được 5 điểm cộng với 2 điểm. Bởi vì vừa tìm được anh Tuấn vừa tìm được trước. Lâm vừa nhìn Jeremy Lâm tức là Jeremy rất là thông minh. Quy Lâm rất là dễ thương. Về tốt bụng. Katia rất là hiểu tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Việt rất tốt, nói tiếng nóng cũng được. Sau có thể là chặng này chúng ta chưa thành công, nhưng mà chặng 2, chặng 3 thì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hơn. Bây giờ các bạn ăn đam mê chưa? Chưa. Chắc chắn là đói đúng không? Bây giờ mình đi vào nhé. Okay. Các bạn sẽ được ăn sáng ở đó luôn. Này, sáng ăn sáng chưa? Đây, các món của các bạn đây này. Quay. Ăn sáng thoải mái nha. Ô tư, ăn đi mời. Quá. Cái gì đây? Cái gì? Ăn thử đi. Sao còn đồ sống rồi đấy? Ăn được. Em mẹ ơi. Cái đó liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo của các bạn. Mỗi một thành viên sẽ có một nhiệm vụ khác nhau. Jeremy. Thế là bây giờ anh Tuấn, anh Lâm, mời hai bạn đứng lên. Và khi nào anh đi ho, mở phong bì và bắt đầu trải luôn nhá. Thế là 3, 2, 1, bắt đầu! Còn bây giờ hai bạn, đặt nhiệm vụ là cái gì? Trong thời gian quy định 15 phút, hai thành viên nước ngoài phải đi tìm mua 3 món đồ mà chương trình đã đưa ra và đem về đích đúng nơi quy định. Trong thời gian 20 phút bạn hãy đi tìm. Trong thời gian 20 phút, các bạn hãy đi tìm, chụp hình cùng và xin họ tên, chữ ký xác nhận của từng người thuộc đồng bào các dân tộc khác nhau trong 54 dân tộc anh em sinh sống ở Việt Nam trong chợ cấp bài. Sau đó di chuyển về đích gặp Adi. Chúng
Anh dân tộc gì? Dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh à? Chụp em phát. Bà ơi, em mở cái này, có không? Bà ơi, ơi là bà ơi, em rất vội, em có thể mua cái này không? Xin lỗi, em xin. Biết mua đài không? Biết mua cái này không? Bôi vào mồm. Ở đâu? Mua cái này ở đâu? Có không? Đây. Ồ, rồi bao nhiêu tiền? 5 nghìn. Nhiều quá, 5 ngàn. Hả? 3 ngàn được không? Không được. Ok, được. Nhanh. Thôi em mua cái này nha. Không bán được. Ở đài mắc lắm. Chị ơi, chị có thể chị biết cho em biết cái dân tộc mình là mình để em ghi vô đây á mà. Dân tộc nung hả? Cho em chụp hình chị nha, rồi. Rồi, 2, 3. Cảm ơn chị nhiều. Giang thị chu. Chu ký em cái ký không chị gạch cho em cái là được. Chị gạch không chị lấy tay rồi chị biết làm gì đấy. Chị dân tộc gì? Đồng bào dân tộc La Chí ạ. Đi chưa? Lan à? Cô ký ở còn đấy cái. Ơ chị ơi, em chụp hình như này ạ. Rồi, chị ký chứ, cô ký chứ ạ. Rồi, xong. Dạ. Rồi, cô chụp. Ờ. 15.000 à? Ok. Chưa. Lên, bà ơi. Ok, thank you. Rồi, cảm ơn. Mua cái này, có cái này không? Có. Có, bao nhiêu? Một cái nhỏ được không? Cái gì? Tàu phải không? Quái. Vỏ, ok rồi. Một cái bao nhiêu? 5.000. 5.000, ok. Rồi, cảm ơn chị. Về, mua cái này ở đâu? Cái này có ở trong chợ. Rồi, cảm ơn. Em mua cái này ở đâu? Ở đâu? Như gì ấy bà? Phải xong. Ok, đi mua một cụ nha. Cảm ơn nha. Anh là dân tộc gì anh hả? Anh dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh hả? Rồi, anh cho em xin cái tên được không ạ? Tên là Lò Đức Giang. Lò gì anh? Lò Đức Giang. Lò Đức Giang. Anh cho em chụp tấm hình anh nha. Ok, cảm ơn anh nhiều. Dân tộc gì cô? Dân tộc Lùng. Cô đồng bào dân tộc Lùng. Cô tên gì ạ? Cô gì? Xin thì túi. Xin thì túi ạ? Vâng. Có cái này không? Có cái này không? Em mua nha. Em mua cái này. Em mua. Em lên. Có tiền. 3 tiền một cụ. Vào, nhanh lên bà ơi. Một cụ thôi. Rồi, cảm ơn. Bán cái này không? À, cái quả ấy không có. Ở đâu có? Quả số đi. Quả sổ đấy. Quả sổ ở đâu? Quả sổ ở trên bàn mới có, Ông ra chỗ dân xem hỏi. Ở đó hả? Đây. Nhanh. Đây. Pa sô. Phải không? Dân nhiều hả? Giống nhau đấy. Giống nhiều. Ăn được rồi. Biết không? Cô biết không? Ok, bao nhiêu? Ba nghìn. Ok, rồi. Thôi, có thế chắc cái này giống như cái này được không? Biết không? Em không biết. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn tất cả. Mì chả nè. Hà mà thòn. Hả? Vàng thị cơ hả? Vàng thị cơ. Dân tộc Mông. Rồi, cảm ơn nhiều. Chị đồng bào dân tộc gì? Kinh. Từ Kinh à? Từ Kinh em đủ rồi đúng không? Cậu muốn giật dân tộc Lùng à? Dân tộc Lùng có rồi ạ. Mèo. Mẹ thấy mèo. Tên em là gì? Hương ạ. Hương à? Rồi, cảm ơn em. Rồi. Tôi này chụp mấy anh cái. Cảm ơn nhá.
Ủa, rồi à? Rồi. Rồi, Katia. Thực hiện nhiệm vụ trong 4 phút. Yes. Rồi. Mua ở đâu mà nhanh thế? Ờ, hỏi người ta mua sữa quanh. Hỏi người ta thôi. Ờ. Người ta chỉ. Nói xin nó, ngừng má chỉ. Rồi, chị cho em tập tấm hình thôi nha. Rồi, chị cho em tấm hình nha. Ok, chị. Rao, rao rồi. Bà nói tên sao họ tên là gì bà? Bà ơi, bà hỏi ông con kìa. Ông này nè. Người mèo hay người gì ạ? Người Rao. Rao. À, người Rao, trời ơi, cảm ơn chú. Lớn một tí mà. Rao. Rèn, tê rèn. 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 Tê, rèn. Dạ. Đẹp dài quá, cho con cảm ơn chú nhé. Chị trong, trong chợ mình còn nhiều người dân tộc khác nhau không chị? Cho em hỏi đi. Đây này là chị. Đâu chị? Đây, dân tộc vậy, chị tên gì vậy? Cho em, chị dân tộc gì vậy? La Chí. La Chí. Em ơi, dân tộc sao kìa? Dạ, dạ, dạ. À, chị chụp em à. Ừ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ cái bạn kia chỉ có 11 phút nữa thôi. Ngon không? Không. Không à? Sùa lắm. Lại chú. Chị giúp em nha, chị cho em cái tên nha. À, không biết. Không, chỉ biết tên. Thôi thôi thôi, chị ra đây. Em chồng chị ra đây. Em chồng chị ra đây. Chồng chị ra đây. Dạ, dạ. Là người nào? Gen, gen. Gen, anh Gen. Rồi. Rồi anh ơi cho em. Người dân tộc Giao. Rồi. Rồi ok, cảm ơn anh. Lên rồi à? Xong. 3, 2, 1. Đến. Hết giờ. Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm không được chụp hình nữa. Chỉ được quay lại đây thôi. Chưa hết, mình sẽ kiểm tra cái phần của hai bạn nước ngoài. Hai bạn nước ngoài mua đồ có đúng không? Chưa hết. Đúng, Jeremy. Có. Phải sọ. Phải sọ. Nhưng mà cái này là do Jeremy cắn một phát, một miếng rồi. Tại sao không ăn? Bị bẩn hả? Không bị bẩn. Không hiểu mà. Rất là ngon. Ừ. Cái này là cái gì? Không biết. No, không biết. Thuốc nhuộm. Nhuộm. Đây. Ờ phải không? Không ăn được. Trước hết hai món đã đúng bên này. Bên Katia cũng thế. Một là đúng. Thuộc cùng đúng. Bốn cái. Còn nhiều quá. Còn cái này. Cái này là cái gì? Phát xạo. Ta... Cái này là Katia đoán là cái này. Mất rồi. Nhưng mà có đúng hay không thì đợi tí. Cái gì? Quả này á. Là cái này. Katia, thế là không đúng rồi. Không đúng nhau đúng không? Đúng rồi. Ok. Còn của Jeremy? Đúng rồi. Biết rồi. Chính xác luôn. Thế là Jeremy được 1, 2, 3 điểm. Katia chỉ được 1, 2 điểm thôi. Mình sẽ xem kết quả về nhiệm vụ chúc hình với nhầy. Các dân tộc khác nhau. Người nào cũng đẹp trai và xinh gái hết hả? Ờ, chắc không. À, anh này là anh Trịnh Ngọc Cánh Cách, dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh? Ờ. Thì cũng là một trong số 54 dân tộc. Thế là được 1 điểm rồi. À, chị Vàng Thị Chu, dân tộc Mông. Chị này là lăng nắng dân tộc đồng bào dân tộc La Chí. La Chí. Ờ. Đồng bào dân tộc Mèo là Lùng là chị Siêu Thị Túi. Dân tộc gì? Lùng. 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 Lùng hay Lùng? Lùng. Ok. Đây là 4. Chị Ngư Hương dân tộc Mèo. Đồng bào dân tộc Mèo. Nhưng mà Mèo và Mông là một mà. Biết không? Đây là hai tên khác nhau. Nhưng mà là dân tộc là chung dân tộc luôn. Ok à? Ok. Thế là chỉ được 4 thôi. Hãy tiếp. Anh Tiền Tê Rết là dân tộc Giao. Giao. Năm. Và dân tộc Tày là Nguyên Hồng Huệ. Thế là 6 điểm nhá. 6. Bây giờ mời Nguyên Lâm. Chị này á là dân, chị này là Lương Thị Phấn. Anh này á Lò Đức Răng, dân tộc Kinh. Hai. Rồi Vàng Thị Cơ, dân tộc Mông. Lầu ba. Người thứ tư là Vàng Gia Vũ, dân tộc Nùng. Bốn. Người thứ năm
Lâm Thị Trinh, dân tộc La Chí. Năm. Năm. Giang, dân tộc Giao. Anh này giống giống. Giang. Cũng về về về. Lê Ngọc Quang, dân tộc Mán. Thì là 7. 7. Người cuối cùng á là Trịnh Thị Nhẫn, dân tộc Tày. Rồi hết rồi. 8. Bên đây lại sai rồi vì phải chụp hình cùng mà đây không chụp hình cùng. Chết. Chụp hình cùng. Mình thắng rồi. Luôn luôn đọc lời nhiệm vụ rất là kỹ, sau đó mới thực hiện. Katia được 2 điểm. Anh Tuấn được 6 điểm, thật là 8 điểm tất cả. Còn Jeremy cũng cày được 3 điểm. Cày ông nào? Quỳnh Lam. Đừng có tức nha, đừng có tức cái lao. Gần như được 8 điểm nhưng mà không có điểm nào cả. Thật là chỉ được 3 điểm. Đừng vui quá, hãy bỏ cày cũ để bước vào cày mới. Và cày mới nằm ở đây luôn. Rồi, ok. Lam, xin mời đọc. Trong thời gian 20 phút, hai đội tự chuẩn bị bữa sáng cho mình là mỗi người một tô phở gà, có số lượng mỗi tô bằng một lần tráng bánh và phải ăn hết sạch. Đội hoàn thành xong trước được 2 điểm. Phải có đủ bánh phở, nước dùng, da và thịt thì nó mới tính là một tô phở nha. Ok. Bây giờ mấy các bạn ra chỗ chặn bánh. Ok. Ở đây rất là đẹp. Hài quá. Mỗi cây như thế là một tô nhá. Ok. Rồi bao nhiêu thế? Vừa nhất cũng chỉ được 1 phút thôi. Làm bà lớp. Lớp. Nhìn tiếp. Trời ơi. Bỏ đấy, không ngã. Nếu mà dì xuống ngay là phải lâm lại nha. Lên mặt thật cắt bạn nhé. Rất là cẩn thận. Hôm môn. Biết nào cái này. Sau đó manh ra, đổ nước vào, lấy thịt vào. Thời gian của các bạn 3, 2, 1, bắt đầu! Được. Nhiều hơn. Phải có món thúng lồng. Được chưa? Cẩn thận. Chết rồi, dính rồi. Sao? Cầm này dùng được. Rồi, làm cái kia. Hả? Chén bánh. This one. Làm lại. Ok. Ok, con cả chưa? Trời ơi. This one. Cắt bây giờ. Cái này được chưa? Được. Ui. Stick quá. Thôi làm lại đi. Trời ơi. Chán rồi. Thế. Đẹp quá. Bẩn thế. Em thấy cái gì đây? Đừng có vội. Không rồi. Đừng có vội. Từ từ. Em làm mát luôn. Đấy là làm đi. Rồi thôi. Anh kia chú định nhá. Nhấc lên. Ôi đẹp lắm. Bỏ thế ra. Ôi Jeremy làm cookie siêu nhỉ. Đẹp chưa?
Bây giờ là phở để ăn. Cái đi. Mẹ ơi. Xấu quá. Rồi. Ăn dần, ăn dần. Đi ăn. Cái nào? À, chỉ có một cái thôi. Nhơn. Nước nước. Nước nước nha. Ăn đi, ăn đi. Ăn trước, ăn trước. Em đi. Em đi. Cho nó tắt nó, em nhớ quá. Cô, chị bên nào đấy? Bên này hay bên này? Đấy, đừng gã nhé. Chị nhìn sao? Anh sẽ thái. Bên này à? Đấy, thì bây giờ một đây. Giúp em nhớ. Đấy, chị ra đi. Ăn đi tiếp. Anh thử nhớ. Cô lên, cô lên, cô lên. Rồi, rồi, rồi. Uống, uống cái này. Anh ơi. Đó, chưa được. Anh là người Mỹ. Anh được. À, anh nhiều quá. Anh đi qua được. Anh Tuấn, vì Katia có muốn ăn hết cái phở của cô. Rồi. Có muốn à? Jeremy, vì Quy Lâm chỉ mất 10 phút, 10 giây. Chúc mừng các bạn. À, rất là nhanh. Bây giờ mình xong hết nhiệm vụ ở đây. Bây giờ mình di chuyển sang địa điểm tiếp theo để chơi nhiệm vụ tiếp theo nhé. Được. Ok, bây giờ mình đi. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người. Chúc các bạn sức khỏe. Theo mình thì Jimmy cũng rất là khỏe. Bạn ấy chạy cũng rất là nhanh. Quỳnh Lam thì không chạy nhanh được, nhưng mà về những cái tư duy, những cái suy nghĩ thì có lẽ là ngay cái việc mà Quỳnh Lam ngồi rửa bát, rửa chén thôi. Nhưng mà cô ấy vừa lợi thế của cô này, cô cúi mặt xuống cô rửa thì chẳng ai để ý được. Cho mình nghĩ là nhìn hai người cao hơn, về măng hơn, nhưng mà còn vài đầu. Tin là mình nhỏ nhưng mình có võ. Võ, biết võ không? Biết. À, tốt mà. Đừng làm võ với cho mình.